Hello anh em, xin chào tất cả anh em đam mê săn bẫy nhá. Shop Dương Tài hôm nay xin giới thiệu với anh em sản phẩm, đó là giò bẫy gà rừng thế hệ mới nhất. Đây, anh em xin giới thiệu với anh em là bộ giò cáp xe 4, cáp inox nha anh em. Em chơi, em làm bằng cáp inox cho anh em chơi không bao giờ sợ rỉ. Cáp inox xe 4, em có xử lý súng màu của khô. Anh em nhìn cáp là biết này, nó rất là đẹp, rất là mịn. Chân là chân đồng khoan 3 lỗ, không bao giờ sợ rỉ. Em có làm dẹp cho anh em này, cắm nó khỏi xoay đó. Anh em này, hình mũi giáo cho anh em coi này, đó. Dây liên kết thì em xài bằng dây tròn cho nó đỡ rối, đỡ bị rối, giảm độ rối xuống. Đó. Dây tròn này thì đỉnh nhất rồi. Dây tròn này, dây tròn mục có khô. Khoen là khoen đồng hàn đồng nha anh em. Hàn đồng bao cứng cho anh em. Còn dây rút này, đó, anh em coi dây rút này, dây rút là dây siêu bền nha. Dây siêu bền em xe đôi lại cho anh em nha. Người ta đã là dây 1 đã thấy rất là bền rồi, em cần xe đôi vào bao bền cho anh em luôn. Những mối buộc rất là đẹp đó, anh em nhìn thì không chê được tí nào rồi đó. Chân đồng cũng đẹp. Vào cáp này, em buộc dây rút vào cáp này, rất là đẹp, bao chuẩn cho anh em luôn nha. Hàng này là hàng của thợ, thợ của em là thợ làm ra những bộ giò này. Bên em là toàn là những người đi đánh gà rừng này, nên người ta rất hiểu về con gà rừng đó. Anh em nhìn bộ giò này, nó uốn rất là đẹp, dây này, đẹp, không chê vào đâu được. Bên em có hai mẫu nhá, nó là cáp xe 4, cáp inox xe 4, 2x4. Còn đây, đây là mẫu nữa là cáp inox xe 432. 432 thì nó cái hàng là hàng cao cấp hơn, dây là vẫn là dây rút là dây siêu bền xe đôi nhá. Khoen là khoen inox đúc nha, khoen inox này, inox đúc nhưng mà đã xử lý cho nó xuống màu một tí cho nó khỏi sáng này. Còn cáp này, cáp cái khúc này này, cái khúc này là khúc xe 2x4 này, cái khúc này xe thành 3 này, khúc từ đây ra lên đây là 2. Anh em tưởng tượng là như cái cần câu rút đó. Đó, anh em nào biết rồi thì xem cho vui, còn anh em nào chưa biết thì em xin giới thiệu đó là như vậy, là cáp 432 đó, rất là chuẩn. Em lâu rồi em cũng ít ra video tại vì em bận quá. Ra em làm hàng xỉ cho khách nên là cũng ít có thời gian ra video cho anh em coi. Hôm nay em tiện em quay cái đơn xỉ cho anh em. Em tiện em gửi cái đơn xỉ đi thì em quay video cho anh em coi. Đó. Đây này. Giò cáp xe 4 này. Bên em thì xài hai loại dây rút. Nói chung là anh em thích dây rút nào thì em xài dây rút đó thôi. Dây rút này là dây rút dẹp này. Đó. Còn đây là dây rút tròn. Đây là giò đá này anh em. Còn đây là giò đón nhá. Này, anh em lấy bộ nào thì cứ liên hệ. Cần thì cứ liên hệ ở số điện thoại em để dưới video nhá. Thường thường là người ta đánh gà là người ta xài là một bộ này này, một bộ đá này và hai bộ đón. Đó, một combo đánh gà. Như vậy là ok. Rất là nhiều giò, rất là chuẩn. Anh em cứ xem bộ giò là biết là như thế nào rồi đấy. Chân đồng thì bao chuẩn cho anh em luôn. Khoen đồng là khoen đồng hàn đồng. Cáp thì cáp inox xe 4. Không sợ rỉ mà lại xuống màu có khô rồi. Thì siêu đẹp cho anh em luôn. Anh em cần thì cứ liên hệ nhé. Cảm ơn anh em đã xem video. Chào tất cả anh em.